Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thế giới hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, liên quan đến việc cựu tổng thống Donald Trump bị truy tố hình sự trước cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020, tòa án tối cao Mỹ đã đồng ý sẽ xem xét khả năng ông có được hưởng quyền miễn tố hay không. Đây là động thái tích cực sau khi tòa án phúc thẩm trước đó đã ra phán quyết bất lợi với ông Trump. Trong thông báo tòa án tối cao Mỹ cho biết sẽ bắt đầu nghe tranh biện và ra phán quyết về quyền miễn tố của ông Trump từ ngày 22 tháng 4 tới. Từ nay đến thời điểm đó sẽ tạm hoãn vụ án ông Trump liên quan đến cáo buộc can thiệp vào bầu cử. Trong trường hợp tòa án tối cao kết luận ông Trump không được quyền miễn tố, phiên tòa xét xử cáo trạng can thiệp bầu cử có thể diễn ra sau đó vài tháng. Nếu ông Trump thắng, toàn bộ cáo trạng sẽ bị hủy bỏ. Cùng ngày, tòa phúc thẩm bang New York đã từ chối nhận số tiền bảo lãnh 100 triệu đô la Mỹ, qua đó bác bỏ nỗ lực nhằm trì hoãn phán quyết trong vụ kiện dân sự của cựu tổng thống Trump. Liên quan đến việc ông gian dối thổi phòng giá trị tài sản của cá nhân cũng như tập đoàn Trump Organization, tòa án cũng buộc ông Trump phải nộp đủ khoản tiền phạt 454 triệu đô la Mỹ theo phán quyết của tòa này. Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng về vụ việc sẽ chỉ được Hội đồng Tòa án Phúc Thẩm New York xem xét và công bố sau. Ngày 29 tháng 2, công ty vận hành tàu đổ bộ Odyssey cho biết con tàu này sắp ngừng hoạt động sau cú hạ cánh không hoàn hảo xuống bề mặt mặt trăng hôm 22 tháng 2. Các nhà khoa học đang theo dõi những tín hiệu cuối cùng từ sứ mệnh trị giá 118 triệu đô la Mỹ này. Theo thông báo, mặc dù Odyssey đã đáp xuống bề mặt mặt trăng, nhưng cú hạ cánh không hoàn hảo khi một trong sáu chân hạ cánh của tàu bị vấp trên bề mặt không bằng phẳng của mặt trăng, dẫn đến tàu bị lật nghiêng sang một bên. Điều này đã cản trở nhiều hoạt động của tàu, trong đó có khả năng duy trì liên lạc với phòng điều khiển tại trái đất và bộ sạc năng lượng mặt trời. Trong khi đó, cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA ước tính tàu Odyssey sẽ hoạt động trong vòng 7 đến 10 ngày trên mặt trăng. Tàu đổ bộ Odyssey mang các thiết bị khoa học của NASA cùng nhiều hàng hóa thương mại khác lên mặt trăng, được phóng vào không gian ngày 15 tháng 2 bằng tên lửa Falcon 9 do công ty SpaceX chế tạo. Đây là sứ mệnh chinh phục mặt trăng thứ hai cho một đơn vị tư nhân Mỹ thực hiện sau khi sứ mệnh đầu tiên thất bại. Odyssey cũng là tàu vũ trụ đầu tiên của Mỹ hạ cánh trên bề mặt mặt trăng sau hơn 50 năm. Nhiều loại khí tài quân sự tối tân của Nga đã được triển khai thực chiến để giúp nước này giành ưu thế trên chiến trường. Đây là một trong những nội dung được tổng thống Nga Vladimir Putin công bố trong bài phát biểu thông điệp liên bang được đọc trong ngày 29 tháng 2. Trong phát biểu thông điệp liên bang, tổng thống Putin cho biết rất nhiều khí tài quân sự hiện đại đã được phiên chế cho lực lượng vũ trang nước này. Đáng lưu ý, Tổng thống Putin cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân nếu các nước phương Tây triển khai quân tại Ukraine. Về kinh tế Nga, Tổng thống Putin tự tin cho rằng nước này sẽ trở thành một trong bốn nền kinh tế lớn nhất thế giới thời gian tới đây. Ông cũng kêu gọi các doanh nghiệp trong nước đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, cam kết đảm bảo quyền lợi và tài sản hợp pháp cho doanh nhân. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết sẽ giảm thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sáng 29 tháng 2, Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia đã công bố kết quả tạm thời của cuộc bầu cử Thượng viện khóa 5 diễn ra hôm 25 tháng 2 vừa qua. Kết quả được công bố cho thấy đảng nhân dân Campuchia nhận được hơn 10.000 phiếu, đảng ý chí Khmer nhận được gần 1.400 phiếu, đảng bảo hoàng Phinh Sinh Pét nhận được 19 phiếu và đảng sức mạnh dân tộc nhận được 234 phiếu bầu. Có 31 phiếu không hợp lệ trong tổng số 11.730 phiếu bầu trên phạm vi toàn quốc. Sau khi công bố kết quả tạm thời, Ủy ban bầu cử sẽ tiếp nhận đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Trong trường hợp không tán thành, bên khiếu nại có thể khởi kiện lên Hội đồng Hiến pháp Campuchia. Trong trường hợp không có khiếu nại hoặc sớm giải quyết xong các đơn khiếu nại, kết quả chính thức sẽ được công bố vào đầu tháng 3. Thượng viện Campuchia có 62 ghế bằng một nửa số ghế Quốc hội đương nhiệm. Các cử tri chỉ bỏ phiếu bầu 58 thượng nghị sĩ, 4 ghế còn lại có 2 ghế do Quốc vương Campuchia chỉ định và 2 ghế cho Quốc hội giới thiệu thông qua quy trình lấy phiếu tín nhiệm. Cơ quan y tế tại giải Gaza cho biết vụ tấn công mới của quân đội Israel ở mảnh đất này ngày 29 tháng 2 khiến ít nhất 104 người thiệt mạng và gần 800 người bị thương. Vụ việc xảy ra khi người dân Palestine đang tập trung chờ được nhận hàng viện trợ nhân đạo tại một con đường ven biển ở phía tây Gaza. Nguồn tin y tế của Palestine cho biết quân đội Israel đã pháo kích và xả súng nhắm trúng đám đông nên con số thiệt mạng có thể còn tăng cho nhiều người bị thương nặng. Tất cả những người bị thương đã được chuyển đến một số bệnh viện gần đó để chữa trị. Song tình trạng thiếu thốn trang thiết bị, vật tư y tế và các nhân viên tại đây không thể xoay sở trước số lượng lớn bệnh nhân. Cơ quan y tế ở Gaza coi đây là vụ thảm sát. Trong khi đó, một nguồn tin Israel khẳng định rằng đám đông người dân ở Gaza đã tiến gần lực lượng quân đội Israel theo cách mà họ cho rằng có thể gây nguy hiểm đến binh sĩ, buộc họ đáp trả. Vụ việc mới nhất này đã khiến số người Palestine thiệt mạng kể từ khi xảy ra xung đột vượt quá con số 30.000 người. Nhà trắng tuyên bố đang xem xét các báo cáo về vụ việc và mô tả đây là một sự cố nghiêm trọng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thế giới hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.